Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn sử dụng phần mềm online tên phần mềm là hình thức trắc nghiệm.vn Phần mềm này hỗ trợ cho các bạn học câu hỏi trắc nghiệm và thi thử môn kiến thức chung, môn tiếng Anh, môn tin học theo hình thức trắc nghiệm. Học viên ôn tập dự tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức có nhu cầu kết nối Zalo hoặc gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình. 59 56 54 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn. À, sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được tin nhắn à, video à, các bạn xem video trên điện thoại của các bạn. À, các bạn muốn kết nối cho màn hình TV thì các bạn kết nối từ à, điện thoại sang màn hình TV để nghe bài giảng à, video miễn phí, phần mềm phi lợi nhuận, phần mềm thường xuyên update cập nhật những câu hỏi trắc nghiệm cho những tài liệu mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu ôn tập của học viên. Hôm nay, tôi sẽ minh họa cái phương pháp học trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn thông qua học câu hỏi cho tài liệu thông tư số 9 văn bản hợp nhất của Bộ Nội vụ ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2022. À, à, tài liệu này dùng cho ôn tập dự tuyển công chức cấp xã à, xin giới thiệu với các bạn như vậy sau đây tôi sẽ minh họa phương pháp như sau chúng ta khởi động trình duyệt trên máy tính hoặc trên điện thoại tốt nhất là trên máy tính thì cơ sở dữ liệu nó nhiều sau đó chúng ta gõ vào cái thanh địa chỉ tên phần mềm là hình thức trắc nghiệm vn chú ý là đuôi vn sau đó xuất hiện cái giao diện trên màn hình mục số 1 môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức từ cấp huyện trở lên mục số 2 là môn kiến môn thức chung ôn tập dự thi nâng ngạch công chức Mục số 3 là môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức cấp xã. Như vậy, các bạn công chức cấp xã thì chọn mục số 3 đối với môn kiến thức chung. Được cấp ký danh mật khẩu ở mục nào chỉ vào mục đó được thôi. Các bạn được vào mục số 3 mà các bạn kích nhầm vào mục số 1 thì không đăng nhập được. Các bạn lưu ý, luôn luôn để con chó tại cái mục mà các bạn được cấp ký danh mật khẩu. À, chúng ta để con chuột tại mục số 3 đối với ôn tập dự tuyển công chức cấp xã. Chúng ta nhấn nó trái chuột liên tiếp 2 lần. thì Sau đó mà yêu cầu nhập ký danh mật khẩu. Các bạn phải bảo mật cái mật khẩu của mình. Nếu người khác biết được, chiếm quyền đăng nhập phần mềm, các bạn mất quyền đăng nhập phần mềm. Vì vậy các bạn phải bảo mật cái mật khẩu của mình. À, cũng giống kỳ thi chính thức diễn ra. Mỗi một học viên, mỗi một thí sinh là một số bó danh một, một mật khẩu của bạn nào bạn ấy vào làm bài đăng ký từ xa gọi là ký danh vì vậy mật khẩu không dùng chung được các bạn lưu ý điều đó và các bạn phải bảo mật cái mật khẩu của mình khi các bạn được cấp chúng ta chọn login để đăng nhập vào phần mềm như vậy học lần đầu tiên thì chúng ta chú ý là chúng ta phải có một cái tài liệu tải về máy tính hoặc là in ra giấy sau đó chúng ta mới học câu hỏi và cái bước này, cái bước tải tài liệu thì chỉ thực hiện một lần thôi. À, thí dụ như các bạn có thể tải trên Google, à, các bạn có thể tải trên phần mềm. Nếu cái tài liệu đó thầy đã up lên phần mềm rồi, thì các bạn tải cái file về. À, thí dụ như hôm nay chúng ta tải cái file văn bản hợp nhất số 09, ngày 29 tháng 11 năm 2022. Thì các bạn có thể tìm, uh, thấy cái văn bản này nó ngay ở đầu, ở đầu trang luôn. Chúng ta kích chuột vào cái file mà chúng ta cần tải. Đó, thì sau máy tính nó sẽ tải về lưu tại thư mục download cho các bạn. Thì sau đó các bạn học thì các bạn nhấn nút trách, chuột các bạn đi tìm các bạn mở lên. Đó. Thì đây là cái file văn bản hợp nhất số 09 ngày 29 tháng 11 năm 2022 về thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ công chức cấp xã và hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ở thôn ở tổ dân phố. Đó, thì đây là thông tư mới nhất ban hành ngày 29 tháng 12 năm 2022. Thì các bạn chú ý là cái số cái số văn bản hợp nhất là nó gồm có nhiều văn bản hợp lại. Đó, chúng ta để ý cái văn bản hợp nhất với ý nghĩa là như vậy thế thì chúng ta nó chia lấp mất cái màn hình phần mềm rồi thì các bạn chú ý chúng ta chỉ mũi tên chuột vào cái cái dấu trừ của cửa sổ đối với windows thì nó nằm bên góc tay phải màn hình các bạn đối với macbook thì nó nằm bên tay trái đây chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ các bạn nhấn nó trái thì nó thu nhỏ lại thậm chí đối với đối với cái phần mềm thì các bạn chỉ vào dấu trừ nhấn nó trái thì nó cũng thu nhỏ lại các bạn chỉ vào biểu tượng thu nhỏ nhấn nó trái chuột một lần thì nó lại mở lên đây thì các bạn nhấn nó trái chuột một lần vào cái file thông tư thì nó lại mở lên đấy các bạn đây là cửa sổ mà các bạn chỉ chỉ vào dấu trừ nhấn nó trái chuột thì nó thu nó tắt cửa sổ bây giờ chúng ta thu nhỏ thì có cái nút có cái dấu trừ chỉ mũi tên chuột đúng vào cái dấu trừ này nhấn nó trái chuột thì nó thu nhỏ đấy các bạn chú ý cái thao tác vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa tra cứu lý thuyết thì các bạn phải thao tác mở cửa sổ nó là như vậy này chỉ dấu trừ thu nhỏ như vậy cái bước này là xong mỗi lần các bạn học câu hỏi trắc nghiệm thì các bạn mở cái tài liệu lên mở cái file lên à, thì sau đó các bạn bắt đầu học câu hỏi các bạn di chuyển con chó đi tìm cái câu hỏi trắc nghiệm cho cái tài liệu các bạn cần đây là một danh mục khá đầy đủ đây thì đối với các bạn thi, thi tuyển công chức cấp xã thì các bạn thấy vào đây như một gì như một thư viện khá đầy đủ giống như cửa hàng ăn buffet đấy các bạn vào là hàng trăm món các bạn chỉ chọn những món các bạn cần thôi à, các bạn di chuyển con trỏ đi tìm à, cái món mình cần tức là cái tài liệu mình cần đấy thì các bạn thấy ở đây là mục số 102 à, tới 102 tài liệu rồi thoải mái nhá thì các bạn chọn thì phần mềm thường xuyên update cập nhật mà để câu hỏi trắc nghiệm cho thông tư 09 thì văn bản hợp nhất này ngày 29 tháng 11 năm 2022 thì các các bạn thấy ở dưới đây có một cái dòng à, 4 mục nữa tức là các bạn học câu hỏi cho mục thông tư 09 đồng thời các bạn học câu hỏi từ mục số 1 số 4 nữa thí dụ như là văn bản hợp nhất thì nó hợp nhất nhiều văn bản thì cái văn bản thứ nhất là nghị định 34 năm 2019 Ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2019 Thì các bạn học câu hỏi Tại mục số 27 và 59 Đó Câu hỏi trắc nghiệm cho nghị định 92 Năm 2009 Thì văn bản này nó vẫn còn hiệu lực mà Thì các bạn học tại mục 28 Câu hỏi trắc nghiệm cho thông tư 13 Năm 2019 của bộ nội vụ Thì các bạn học à mục 42 Câu hỏi trắc nghiệm cho nghị định 112 Năm 2011 Các bạn chú ý ở Đây là cũng 112 là nó trùng với cái nghị định 112 mới nhất là xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức. Thì ở đây 112 năm 2011 ở ban hành ngày 5 tháng 12 năm 2011 thì cái nghị định này các bạn học tại mục 29 và mục 58. Vì các cái văn bản từ 1 đến 4 này là đang khoản hiệu lực và cái văn bản thông tư 09 hợp văn bản mới nhất này là nó căn cứ vào các văn bản từ mục 1 đến mục 4 này. Để nó hợp nhất lại. Vì vậy để các bạn hiểu toàn diện đầy đủ thì các bạn học từ mùng 1 đến mục 4 và học câu hỏi 102 đối với văn bản hợp nhất 09. Thì các bạn chú ý đối với văn bản hợp nhất là hợp nhất nhiều văn bản mà. Đấy cho nên các bạn uh, ôn ôn tập dự tuyển công chức cấp xã thì nếu phải ôn tập cái thông tư 09 này thì các bạn phải học thêm à uh, các nghị định, các thông tư từ mục 1 đến mục 4 nữa. Thì phần mềm chỉ dẫn cho các bạn thì các bạn phải học như thế nó mới đầy đủ thì sau đây chúng ta học câu hỏi của thông tư 09 thì chúng ta kích chuột và nút trái chuột hai lần vào cái mục 102 thì sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới à, tìm thấy cái thực hiện đề thi hoặc bắt đầu làm bài kiểm tra chúng ta nhấn nút trái chuột vào cái thực đơn này sau đó có chữ start bắt đầu các bạn nhấn nút trái chuột vào chữ start thì như vậy đó là học trên phần mềm thì các bạn chú ý đọc kỹ câu hỏi, à, đọc kỹ câu hỏi và đọc kỹ nội dung của phương án. Còn khi các bạn làm bài thì các bạn chọn một, được chọn một phương án trong bốn phương án, phương án nào đúng hơn cả thì chọn. À, có trường hợp như vậy. À, có trường hợp là à, còn có trường hợp chỉ có một phương án đúng thôi, thì ba phương án còn lại là sai thì các bạn chọn một cái phương án. Thí dụ như có trường hợp xảy ra là a đúng, b đúng, nhưng b đúng hơn a thì các bạn chọn chọn B đó các bạn lưu ý có trường hợp như vậy A đúng B đúng C đúng thì đương nhiên các bạn phải chọn cả ba phương án đó phương án đúng là gì là nó có đúng nội dung đúng như nội dung trong tài liệu phương án sai là gì nó có nội dung không đúng như trong tài liệu và cái nội dung đó à, lại không có trong tài liệu thì cũng gọi là phương án sai thì các bạn chú ý đúng sai là như vậy đúng hay sai nó còn phụ thuộc vào câu hỏi đặt ra nữa thì các bạn chú ý thì thi thử là như vậy bây giờ đang học và thi thử muốn đọc bài sớm thì đều chú ý là hoàn thành bài làm rồi thì bên này có chữ tiếng Anh là finite ở góc dưới ô vuông các câu hỏi có chữ tiếng Anh đây ở trong con mũi tên chuột thấy đang 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 di chuyển đây có chữ finite tức là hoàn thành Chúng ta nhấn nút trái chuột liên tiếp hai lần vào chữ finish thì xem như mình đã hoàn thành bài làm. Để phần mềm hướng dẫn các bạn học, nhấn nút trái chuột liên tiếp hai lần vào chữ finish là hoàn thành. Sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới. Các bạn thấy chữ nộp bài và kết thúc, nhấn nút trái chuột vào chữ nộp bài kết thúc. Xác nhận một lần nữa, các bạn nhấn vào nút trái chuột nộp bài và kết thúc. À, nhấn nút trái chuột vào cái cái thế sau đó các bạn đọc câu hỏi thì phần mềm sẽ hướng dẫn cho các bạn là phương án đúng là nó nằm trên nền vàng đây thí dụ như là G connect answer either. để đến đây là đáp án đó vì sao đúng thì căn cứ vào tài liệu nào thì phần mềm hướng dẫn các bạn như vậy phương pháp học ở đây là căn cứ vào câu hỏi đặt ra tức là căn cứ vào tình huống đặt ra để giải quyết tình huống này chúng ta căn cứ vào đâu căn cứ vào điều mấy khoản mấy của tài liệu thì các bạn mở à, tài liệu lên thì như vậy là phương pháp học để chúng ta hằn sâu vào quần áo mà đó thì ví dụ các bạn đọc này tiêu chuẩn công chức cấp xã đó. xác định phương án đúng về yêu cầu trình độ tin học thì phương án a là phải được cấp chứng chỉ tin học theo thông tư 03 phương án b là được cấp chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin theo à, cái thông tư liên tục số 17 bảy à, thầy giáo đó, đặt đó tắt cho nhanh phương án c là cả ba phương án Phương án D được cấp chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ ABC theo quyết định số 21 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thì như vậy là căn cứ có bốn phương án này. Thì nếu có một phương án sai thì các bạn loại trừ được cả ba phương án. Nếu phương án A, B, G đều đúng thì các bạn chọn cả ba phương án. À, thì ở đây để căn cứ vào điều 1 tiêu chuẩn cụ thể. Thì như vậy là tiêu chuẩn của công chức cấp xã nó có tiêu chuẩn chung rồi tiêu chuẩn cụ thể Thì thông tư số 9 này Nêu tiêu chuẩn cụ thể Thì các bạn căn cứ điều 1 Chúng ta lại kích chuột vào file à, Để mũi tên chuột vào à, Biểu tượng thu nhỏ Nhấn nó trái chuột Thì nó mở lên thì Sau đó chúng ta di chuyển con trỏ xuống Các bạn tìm đến điều 1 Thì ở đây ấy, Điều 1 là tiêu chuẩn cụ thể à, Thì khoảng 1 Công chức cấp xã Phải đủ tiêu chuẩn chung như vậy tiêu chuẩn chung thì được quy định tại điều 3 Nghị định 112 năm 2011 ban hành ngày 5 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ. Thì tiêu chuẩn chung thì các bạn lại phải xem tại điều 3 của cái Nghị định 112 và các tiêu chuẩn cụ thể. Như vậy tại cái thông tư 09 này chỉ quy định tiêu chuẩn cụ thể thôi, còn tiêu chuẩn chung thì các bạn phải xem trong cái À, nghị định 112 Thế thì cụ thể là những con số và những định lượng cụ thể Thì đây là tiêu chuẩn cụ thể là gồm định lượng Như là độ tuổi từ 18 tuổi trở lên Thì đây là một cái định lượng rất cụ thể rồi Thì người ta gọi là tiêu chuẩn cụ thể đấy à, Điểm B là trình độ giáo dục phổ thông Phải tốt nghiệp trung học phổ thông à, Các bạn để ý là tốt nghiệp trung học phổ thông Là đây là trình độ giáo dục phổ thông nhé Phải phân biệt trình độ giáo dục phổ thông với trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thì như vậy là người ta hay gọi là bây giờ gọi là tốt nghiệp 12 trên 12 đấy. À, trước kia là tốt nghiệp 10 trên 10 thì nay gọi là tốt nghiệp 12 trên 12, người ta gọi là trình độ giáo dục phổ thông. Thì các bạn chú ý là như vậy. Còn trình độ chuyên môn nghiệp vụ thì phải yêu cầu cao rồi, phải tốt nghiệp đại học trở lên à của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu uh, nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã, trừ trường hợp pháp luật quy định khác. Đó, các bạn để ý là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên nhưng mà phải phù hợp với à, yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh chứ à, chứ không phải cứ có bằng đại học là được à, bằng đại học phải, phải phù hợp với yêu cầu từng chức danh của công chức cấp xã tất nhiên là ở đây nói là trừ trường hợp một số pháp luật quy định khác đó thế còn lại ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã vẫn đang còn dùng đang còn yêu cầu trình độ trung cấp trở lên công chức làm việc ở các xã thí dụ như là xã miền núi này xã vùng cao này xã biên giới này hải đảo này xã đảo này vùng sâu này vùng xa này vùng dân tộc thiểu số này vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt vùng có vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đó, thì cũng có thể yêu cầu trình độ trung cấp nhưng mà phải do ủy ban nhân dân tỉnh à, quy định cụ thể về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đó, thì các bạn chú ý đến tiêu chuẩn cụ thể Để còn trừ các cái xã à, thuộc cái diện à, miền núi vùng cao vân vân là phải tốt nghiệp đại học trở lên và à, cái bằng đó phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và có từng chức danh công chức cấp xã thì các bạn chú ý là cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ này sang đến điểm D là trình độ tin học à, trình độ tin học là được cấp chứng chỉ công nghệ thông tin theo thông tư 03 như vậy gắn cứng ở đây phải là chứng chỉ theo thông tư 03 như vậy về mặt tin học thì quá trình lịch sử qua nhiều giai đoạn thì có nhiều loại chứng chỉ thí dụ như chứng chỉ trình độ ABC Yeah, rồi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin à, Theo thông tư à, liên tịch Rồi theo thông tư à, của bộ giáo dục đào tạo à, Nó có nhiều loại Nhưng trong cái văn bản hợp nhất 09 này Gắn cứng Phải là chứng chỉ để Theo kỹ năng thông tư 03 Nói tắt là như vậy này Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin Theo kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản Quy định tại thông tư 03 2014 À, thông tư là của uh, Bộ thông tin truyền thông Ngày 11 tháng 3 năm 2014 Của bộ thông tin truyền thông Như vậy cái phôi uh, chứng chỉ các bạn Phải là cái phôi Theo thông tư 03 à, Chứ không phải là cái loại ABC Như nữa Vì vậy các bạn chưa có chứng chỉ này Các bạn phải học Các bạn phải thi để đáp ứng được Cái loại chứng chỉ này à, tức là như, như vậy là Chúng ta đọc ở đây chúng ta thấy là về mặt định lượng tiêu chuẩn cụ thể thì có bốn tiêu chuẩn cụ thể đó các bạn để ý à, khoản 2 là căn cứ tiêu chuẩn công chức cấp xã quy định tại khoản một điều này và các điều kiện thực tế của địa phương ủy ban nhân dân tỉnh quyết định à, quyết định tại điểm a điểm b điểm c à, đó thì các, các, các bạn để ý à, thì như vậy là chúng ta thấy là phải tiêu chuẩn cụ thể là có bốn tiêu chuẩn các bạn phải đáp ứng đủ 18 tuổi trở lên thì đương nhiên là các bạn đủ rồi để trình độ giáo dục phổ thông các bạn đủ rồi để bằng chuyên môn nghiệp vụ thì các bạn chú ý chứng chỉ tin học như vậy đối với công chức cấp huyện trở lên thì không yêu cầu có chứng chỉ tin học nhưng mà kỳ thi tuyến hoặc thi nâng ngạch cũng đều chúng ta phải nếu phải thi trắc nghiệm trên giấy chúng ta phải phải thi bài thi, thi tin học À, còn riêng công chức cấp xã mà thi trắc nghiệm trên giấy chúng ta vẫn phải thi bài thi tin học à, và thi trắc nghiệm trên máy tính ở vòng 1 thì không cần phải có bài thi môn tin học nhưng à, các bạn để đáp ứng được tiêu chuẩn làm công chức cấp xã các bạn vẫn phải nộp chứng chỉ à, tin học nhưng mà loại chứng chỉ nào đây là loại chứng chỉ theo thông tư 03. các bạn lưu ý lưu ý điều đó đối với các cấp xã trở lên thì không yêu cầu nữa rồi. À cấp, cấp cấp huyện trở lên thì không yêu cầu nộp chứng chỉ ngoại ngữ tin học nữa. Nhưng mà riêng cấp xã thì theo th văn bản 09 à, này các bạn vẫn phải nộp chứng chỉ à, tin học. À, lưu ý nhắc à, nhấn mạnh lại một lần nữa cho các bạn. À, một số à, loại công chức viên chức à, đã không yêu cầu nộp chứng chỉ ngoại ngữ tin học nữa rồi à, riêng đối với công chức cấp xã thầy giáo nhắc lại vẫn đang yêu cầu nộp chứng chỉ tin học Đấy, các bạn chú ý à, riêng riêng công chức cấp xã nhé thì vẫn yêu cầu nộp chứng chỉ tin học à, chúng ta chỉ vào dấu trừ nhân nút trái chuột thì như vậy căn cứ vào điều 1 thì chúng ta thấy rằng là phương án A là được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo 0403 là phương án đúng như trong tài liệu. Phương án B là được cấp chứng chỉ theo thông thông tư liên tịch 17 thì không đúng bị loại trừ. <laughs> cho nên cả ba phương án bị loại, bị loại trừ không không tính. <laughs> phương án D được cấp chứng chỉ tin học ứng dụng ABC theo quyết định số 21 à ngày à, năm hai 20, năm 2000 của Bộ Giáo dục đào tạo thì không đúng cho nên bị loại trừ. À, nó không đúng như trong tài liệu, à, không đúng như trong, thông, trong 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 tài liệu. Cho nên À, đúng như trong tài liệu là phương án A được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo thông tư 03, đó, thì đã bán đúng trên nền vàng đây, các bạn chú ý. Cái phương pháp học nó là như vậy đó, căn cứ tình huống đặt ra để giải quyết tình huống này thì căn cứ vào điều 1 thì các bạn mở điều 1 lên để các bạn học. Như vậy các bạn tiết kiệm được thời gian học, à, chúng ta không cần phải chạy show đi tìm cơ hội trắc nghiệm để học, vì học nó bao giờ cho hết được học là chúng ta phải hiểu nội dung có phương pháp làm bài thì kỳ thi chính thức diễn ra diễn ra đề kiểu gì ta cũng làm được đó là cái mục tiêu học tốt nhất chúng ta học để có kiến thức vượt qua kỳ thi chúng ta học để có kiến thức khi trúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn các bạn tự tin hơn trước khi chúng ta vào làm trúng tuyển vào làm công chức cấp xã khi chúng ta hiểu được các luật các thông tư nghị định thì khi làm việc các bạn tự tin À, ví dụ như khi sinh hoạt hội họp các bạn phát biểu nó cũng rất tự tin, cho à, nên các bạn phải chịu khóa học thôi. À, như vậy là ví dụ câu một phương pháp học là như vậy đấy, vừa học câu hỏi trách nghiệm vừa học lý thuyết, tình huống đặt ra mà. À, câu 2 là chọn phương án đúng về tiêu chuẩn chung của công chức cấp xã, như vậy ở đây nói về về tiêu chuẩn chung. À, Phương án A là có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thì các bạn thấy ở đây không có định lượng gì cả. Thì chúng ta thấy đây là tiêu chuẩn chung rồi. Đó, cái cách làm, cái cách suy luận thì đây nó không nói về định lượng thì đây là tiêu chuẩn chung. Phương án A chính cách, cách làm thứ nhất chúng ta nhận diện được ngay thì nó không đây chính là cái cái tiêu chuẩn chung. Phương án B, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với nhiệm vụ à, của từng chức danh công chức cấp xã, trừ trường hợp à, pháp luật có quy định khác. Thì phương án B ở đây, gắn cứng ở đây chính là trình độ đại học trở lên. Thì đây là tiêu chuẩn chung rồi. À, đây là tiêu chuẩn cụ thể rồi, không phải tiêu chuẩn chung. Phương án B là trình à, tiêu chuẩn cụ thể. Phương án C, à, trình độ tin học được cấp theo thông tư 03 là tiêu chuẩn cụ thể độ tuổi từ 18 trở lên là tiêu chuẩn cụ thể như vậy khi chúng ta đọc chúng ta thấy phương án B, C, D đều là các cái phương án là tiêu chuẩn cụ thể được thể hiện tại điều 1 cho nên suy ra phương án còn lại phương án A chính là tiêu chuẩn chung đó là cách làm thứ hai dùng phương pháp loại trừ biết được ba phương án là tiêu chuẩn cụ thể thì chúng ta dùng phương pháp loại trừ trừ ba phương án này ra thì phương án còn lại sẽ là phương án tiêu chuẩn chung đó là cách làm thứ à, hai để các bạn thấy là tùy mỗi bạn có thể tư duy theo cái cách làm khác nhau à, phần mềm hướng dẫn các bạn à, trên nền vàng đây thì là à, tiêu chuẩn chung là quy định tại điều 3 nghị định 112 thì đây à, thầy trích ra đây cho các bạn luôn để các bạn đọc các bạn à, phải, phải tìm cái nghị định 112 về điều 3 thì điều 3, tiêu chuẩn chung được thực hiện theo nghị định 112 năm 2011. Thì có bốn tiêu chuẩn chung. À, thì chúng ta để ý khoản 1 này, à, đối với công chức văn phòng thống kê vân vân. À, rồi là có phương à, tiêu chuẩn chung điểm A, hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Đó, đây là tiêu chuẩn chung. À, phương án B cũng à, điểm B cũng như vậy. Điểm C, điểm D, am hiểu và tôn trọng phong tục tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác. Như vậy chúng ta tài khoản 1 có bốn cái tiêu chuẩn chung. Chúng ta rút ra A, B, C, D là có bốn. Riêng cái đề khoản 2 đối với công chức chỉ huy trưởng quân sự, cấp xã và trưởng công an xã ngoài những cái tiêu chuẩn chung quy định tại khoản một điều này thì phải à, có thêm các tiêu chuẩn nữa thì như vậy chúng ta rút ra một cái công thức chung là đối với công chức cấp xã có bao nhiêu tiêu chuẩn chung à, thì, thì ví dụ như chỉ huy trưởng à, quân sự cấp xã thì có thêm thế thì chỉ huy trưởng quân sự cấp xã cũng phải thỏa mãn bốn à, cái tiêu chuẩn tại khoản 1 cho nên chúng ta rút ra một câu kết luận là công chức cấp xã có, có ít nhất bao nhiêu tiêu chuẩn chung? Thì ít nhất phải là 4. Đó, như vậy cái câu chung để chúng ta rút ra khi ta làm câu hỏi trắc nghiệm hỏi là công chức cấp xã có ít nhất bao nhiêu tiêu chuẩn chung? Thì các bạn thấy đây là ít nhất là 4. Vì công chức cấp xã để ngoài cái công chức văn phòng thống kê rồi công chức tài chính kế toán, công chức tư pháp hộ tịch, công tác văn hóa xã hội, còn có công chức À, chỉ huy trưởng quân sự cấp xã thì nó là thỏa mãn thêm các tiêu chuẩn của quân sự nữa cho nên rút ra một cái câu rất hay à, để các bạn thấy là có ít nhất bao nhiêu tiêu chuẩn chung công chức cấp xã thì chúng ta thấy có ít nhất là bốn đó thì đó là cái câu rút ra để mình học đấy tại điều một tiêu chuẩn cụ thể thì nó có bốn tiêu chuẩn à, các bạn điều một của văn bản hợp nhất văn bản 09 thì nó có bốn tiêu chuẩn điểm A, điểm B, điểm C, điểm D. đó. Thì tuổi là 18 trở lên, giáo dục phổ thông là tốt nghiệp trung học phổ thông. chúng ta để ý là phải tốt nghiệp nhé, vì trung học phổ thông còn có cái dạng là là giấy giấy chứng nhận tốt nghiệp, giấy chứng nhận đã học xong chương trình giáo dục phổ thông, tức là chưa có bằng. ví dụ thi rớt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia thì được cấp cái giấy ấy, 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 chứng nhận đã học xong chương trình ấy, giáo dục phổ thông đó thì nó nó khác nhau đây phải tốt nghiệp nhé đó các bạn chú ý rồi à, có trình độ chuyên môn này, tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm vân vân và uh, chứng chỉ tin học thì, thì tại điều 1 thì tôi đã trình bày với các bạn rồi thế và phần mềm cũng lưu ý các bạn là đối với cấp xã thì nó bao gồm xã phường thị trấn thì ở trong luật tổ chức chính quyền địa phương thì gọi là công chức cấp xã thì gồm có xã phường thị trấn à chúng ta để ý có 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 ba cái từ này à, phường thị trấn xã đều gọi là cấp xã còn khi nói là xã thì nó chỉ đúng cho mình xã còn khi nói là phường thì nó đúng cho mình phường nói thị trấn thì nó đúng cho thị trấn và nói cấp xã thì nó đúng cho cả ba ba à, đơn vị này xã phường thị trấn đó, chúng ta để ý thế Thì uh, về mặt uh, Về mặt ở đây uh, Để tìm ra phương án đúng Là tiêu chuẩn chung Thì các bạn phải căn cứ vào uh, Khoảng 1 uh, Điều 3, nghị định 112 Đó, Thì có điểm A, điểm B, điểm C, điểm D Thì đối với câu này thì Nó hơi dài Thì các bạn đọc để các bạn nhớ Thì ở đây thì giáo trích luôn cho các bạn Cái điều 3 À, theo cái nghị định 112 để các bạn nắm được tiêu chuẩn chung của cán bộ công chức cấp xã Còn cái văn bản 09 là nói về tiêu chuẩn cụ thể Như vậy công chức cấp xã phải đáp ứng được tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể à, Thì mới trở thành công chức cấp xã Yêu cầu rất cao mà, à, các bạn chú ý Thí à, dụ như là chúng ta di chuyển đến dạng câu khác Ví dụ như câu số 6 các bạn đọc Đây là loại câu các bạn đọc thấy tương đối dài Nhưng mà các bạn bình tĩnh thì Các bạn đọc nó cũng dễ dễ học thôi Đó các bạn để ý là Hay là các câu số uh, số 5 Hay là câu số 4 Thì các bạn thấy đều loại câu dài hết Đó, đều câu nội dung của phương án cũng dài Nội dung câu hỏi cũng dài Đó, là một phút một câu Thì các bạn không chuẩn bị trước ở nhà Thì các bạn thấy lung túng ngay các bạn học trên phần mềm các bạn sẽ quên dần với các câu hỏi dài. Vì kỳ thi mà phải phân loại được học viên. À, phân phân loại được các học viên à, dự thi yeah, thì chúng ta mới làm được câu mới mới có cơ hội để trúng tuyển. À, thế thì chúng ta đọc này. À, trong giá giá trị trong học kiếp, công chức văn phòng thống kê trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nào? Phương án A: thiêu dỗi công tác an toàn thực phẩm phối hợp thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn. Phương án B giúp thường trực hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức các kỳ họp, chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho các kỳ họp và các hoạt động của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp xã. Phương án C là cả ba phương án. Phương án D chủ trì phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở xử lý vi phạm hành chính giúp Ủy ban Nhân, nhân dân cấp xã xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hậu tịch ở trên địa bàn. Như vậy chúng ta đọc các phương án đều dài thì các bạn phải nhận diện ra phương án nào nó là nhiệm vụ trực tiếp thực hiện của công chức văn phòng thống kê. Thì nó nói lên chuyên môn nghiệp vụ thôi. Cái cách học là các bạn phải tìm ra một cái cụm từ liên quan về chuyên môn nghiệp vụ để nhận diện phương án trả lời. Thì học lần đầu thì các bạn phải soi vào uh, khoảng 3 điều 2 thì các bạn kích chuột vào file đó các bạn tìm đến khoảng 3 điều 2 đó, phần mềm hướng dẫn cho các bạn khoảng 3 điều 2 đây khoảng 3 là công chức văn phòng thống kê à, thuộc điều 2 đây đó, các bạn để ý để căn cứ khoảng 3 thì là uh, điểm A này tham mưu giúp ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực văn phòng, à, thống kê, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật. Điểm Điểm B thì các bạn chú ý Điểm B là trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ. Và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ. Các bạn đọc ở đây. Các bạn đọc lần thứ nhất. Các bạn tìm những cái cụm từ để các bạn nhận diện ra nhiệm vụ của văn phòng thống kê. Ví dụ như là giúp thường trực hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tổ chức các kỳ họp, chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và hoạt họ động của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp xã. Thì nó toát lên cái nội dung này mang tính chất văn phòng rồi thống kê. Thì các bạn cứ đọc để nó toát lên cái, cái cái cái, cái, nhiệm vụ của anh văn phòng thống kê. Thì cái phương pháp là như vậy các đọc các bạn chỉ cần đọc một lần thôi là các bạn tìm những cái cụm từ để nhận diện rằng nó là nhiệm vụ trực tiếp của công chức văn phòng thống kê. Thế còn nhiều bạn này bỏ học thuộc, học không học thuộc được đâu. Các cái phương pháp học là trí tuệ con người nó thông minh, chúng ta nhận diện ra được cái 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 cụm từ nào đó để nói lên để nó là của văn phòng thống kê. Thí dụ như là giúp chủ tịch ủy ban nhân cấp xã tổ chức tiếp dân, thực hiện công tác văn thư lưu trữ này, cơ chế một cửa này một cửa liên thông này, đấy nó toát lên là có văn phòng thống kê, đấy thì các bạn cứ đọc đấy các bạn nhận diện ra thôi, nó gọi là trí tuệ nhân tạo, à, bộ óc con người nó là trí tuệ nhân tạo, nó nhận diện ra, tìm ra cái cụm từ đấy nó nhận diện ra, chứ còn không bao giờ học thuộc, à, thuộc là máy móc, à, học một biết 10 thì không thể học thuộc được, chúng ta học theo cái trí tuệ nhân tạo, tức là các bạn nhận diện ra các cụm từ để nói lên, à, nhiệm vụ đó là của công chức nào đó à, theo phương pháp đó thì các bạn phải đọc ít nhất một lần trên phần mềm đến lần thứ hai là các bạn có cái cách học rồi thì các bạn nhận diện được để các bạn tránh cái việc học thuộc đó vì vậy nó tiết kiệm một thời gian cho các bạn các bạn chỉ cần đọc một lượt thôi thì lần hai là các bạn nhận được diện được ngay chứ còn chưa đọc lần nào thì không thể nhận diện được đâu các bạn phải làm được ít nhất một lần trên phần mềm câu hỏi trắc nghiệm để các bạn nhận diện À, sau đó lần thứ hai là các bạn là thoát ly được, à, được cái file, được cái file tài liệu này à, tự các bạn tìm ra được à, trí tuệ nhân tạo mà câu 4 này công chức văn phòng thống kê trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nào thì khi các bạn đọc này các bạn đọc một lần nhá giả sử các bạn đọc một lần rồi Thiêu dõi công tác an toàn thực phẩm phối hợp à, thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ à, em trên địa bàn thì ở đây mang tính chất xã hội cho nên chúng ta nhận diện phương án a nó chính là nhiệm vụ của công chức văn hóa xã hội, đó, văn hóa xã hội mang chất xã hội mà an toàn thực phẩm rồi, rồi chăm sóc trẻ em rồi. đó mang chất xã hội rồi. Cho nên phương án A các bạn nhận diện được đây chính là nhiệm vụ trực tiếp của công chức văn hóa xã hội. Đó. Phương án B giúp thường trực hội đồng nhân dân và ủy ban nhân cấp xã tổ chức các kỳ họp, chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của hội đồng nhân dân cấp xã ta nhận diện ra các cái từ đó là văn phòng thống kê rồi à, phương án B đây chính là à, nhiệm vụ trực tiếp thực hiện của văn phòng thống kê cho nên cả ba phương án bị loại trừ vì có một phương án sai mà cho nên loại trừ à, phương án C cả ba phương án phương án D chủ trì phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở xử lý vi phạm hành chính giúp ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng một quản lý cơ sở dữ liệu về hộ tịch trên địa bàn. Anh có cái chữ hộ tịch, anh gọi mở ngay cho các bạn. Đây chính là nhiệm vụ trực tiếp của công chức tư pháp hộ tịch. À, hay là cái cụm từ hòa giải, hay là xử phạt à, vi phạm hành sự, xử lý vi phạm hành chính, thì nó thường là gắn với pháp luật. Cho nên tư pháp hộ tịch, phương án D, chúng ta đọc lên, chúng ta nhận diện được nó chính là nhiệm vụ trực tiếp của công chức tư pháp hộ tịch đó cái phương pháp học là trí tuệ nhân tạo mà bộ óc là nhận diện ra được ngay à, không cần học thuộc Cả cái cụm từ thì các bạn thuộc sao được các bạn đọc à, thi trắc nghiệm nó phơi bày hết lên trên màn hình này phơi bày hết từng phương án đấy các bạn các học theo như vậy thì một loạt câu hỏi dài các bạn đều nhận diện ra được luôn à, trực tiếp nhiệm vụ của loại công chức nào à, nhiệm vụ của anh nào là các bạn dễ dễ nhận diện ra đó, các cách học là như vậy. Xin cung cấp thêm thông tin cho các bạn chỉ có trên phần mềm của thầy Quang mới có cái cái, cái phương pháp học rất tuyệt vời đó các bạn học là à, các bạn có thể vượt qua kỳ thi các bạn nắm được nội dung là các bạn tôi tin chắc các bạn vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng và khi trúng tuyển các bạn có kiến thức các bạn vượt qua kỳ thi Thì rồi các bạn lại có kiến thức các bạn làm việc tốt hơn tự tin hơn trong quá trình khi các bạn trung tuyển. À, các bạn có thể căn cứ vào đâu đối với công chức các bạn phải chú ý nhất mình giải quyết công việc công vụ phải căn cứ vào đâu để giải quyết? Tức nhất là mình phải hiểu đúng hiểu đúng các văn bản từ hiểu đúng thì chúng ta mới làm đúng được. Đó. Chúng luôn luôn là phải hiểu đúng và luôn luôn là làm đúng. Đó. Mà muốn đúng thì mình phải học. Đó. Các bạn thấy không? Mình trung tuyển giờ mình vẫn tiếp tục học nhưng mà mình trước khi chúng tuyển mình ôn tập nghiêm túc và mình có kiến thức thì đó là cái đà cho mình phát triển về sau đó các bạn để ý nhé câu 20 là theo thông tư số 9 này có ít nhất bao nhiêu tiêu chuẩn đối với cán bộ công chức cấp xã như vậy chúng ta để ý chúng ta soi kỹ đây tiêu chuẩn thì nó nói lên đây là tiêu chuẩn là gồm có tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể đó các bạn phải hiểu được cái nội dung câu hỏi này khi là hỏi là có tiêu chuẩn chung hay là tiêu chuẩn cụ thể. Còn ở đây là hỏi có ít nhất bao nhiêu tiêu chuẩn đối với công chức cấp xã. Thì câu hỏi này các bạn phải hiểu là hỏi về tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể. Nhưng có cái từ ít nhất ở đây. Phương án A ít nhất 4 tiêu chuẩn. Phương án B ít nhất 3 tiêu chuẩn. Phương án C ít nhất 7 tiêu chuẩn. Phương án D ít nhất 8 tiêu chuẩn. Thế thì tiêu chuẩn chung... Phải căn cứ vào đâu Là căn cứ vào Nghị định 112 Năm 2011 tại điều 3 Thì thầy giáo đã phân tích ở trên Có 4, ít nhất 4 tiêu chuẩn chung Là vì sao ít nhất Là vì đối với công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã Nó còn có các, các tiêu chuẩn riêng Ngoài các cái tiêu chuẩn tài khoản 1 Đó, cho nên chúng ta rút ra được là Ít nhất 4 tiêu chuẩn chung à, Tại điều 1 à, của thông tư 09 là tiêu chuẩn cụ thể thì có 4 tiêu chuẩn. Như vậy 4 cộng 4 thì nó ra 8. Và ở đây chúng ta để ý là hỏi là ít nhất thì tiêu chuẩn chung chúng ta đã có từ ít nhất thì chúng ta trả lời ít nhất là 8 tiêu chuẩn tức là lớn hơn hoặc bằng 8. Thì như vậy ít nhất là 8 tiêu chuẩn. Trong đó có 4 tiêu chuẩn chung là ít nhất và tiêu chuẩn cụ thể là 4 tiêu chuẩn cho nên suy ra nó là tám tiêu chuẩn và đây là ít nhất tám tiêu chuẩn. Vì hội công chức là hội 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 bao hàm cả công chức chỉ huy trưởng quân sự. Đó. chứ không hỏi là công chức hộ tịch. Nếu mà hội công chức hộ tịch thì nó là cụ thể là tiêu chuẩn chung thì nó bằng 4 rồi này. Tiêu chuẩn cụ thể cũng bằng 4 thì nó là 8. Đó. Ở đây ta hỏi một cách công chức nói chung bao gồm cả công chức văn phòng thống kê công chức văn hóa xã hội, công chức tư pháp hộ tịch vân vân và công chức chỉ huy trưởng quân sự hay là trưởng công an xã. Chúng ta để ý cái từ viết là chỉ huy trưởng quân sự cấp xã và trưởng công an xã thì ở đây chỉ nói về công an xã chứ không nói về cấp xã thì các bạn chú ý cái chữ xã này nhé lưu ý trưởng công an xã à, chứ còn à, à chỉ huy trưởng quân sự cấp xã thì bao gồm cả xã, phường, thị trấn. Nhưng mà trưởng công an xã thì nó lại không phải là công an phường, không không phải công an thị trấn. Đó, các bạn để ý cái từ, à, xôi kỹ cái từ xã và cấp xã là nó khác nhau chỗ đó. À, rất tuyệt vời. Thế bây giờ sang câu 21. Chức danh nào sau đây không thuộc chức danh công chức xã? đây hỏi mình xã thôi, chứ không phải là à, là cấp xã, hỏi mình xã thôi. Phương án A là cả ba phương án chúng ta chưa tính đến. Phương án B chỉ huy trưởng chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã. Thì cái chức này đó, thì phó trưởng công an xã, trưởng công an xã. Thì như vậy căn cứ điều 2 thì chúng ta có hai cách làm. Cách làm thứ nhất loại câu này chúng ta chỉ ra một phương pháp là ăn ngay. Cách hai chúng ta chỉ ra à, các phương án là công chức xã rồi dùng phương pháp loại trừ trừ cái công chức xã ra thì phương án còn lại sẽ là không phải chức danh công chức xã. Bây giờ chúng ta tôi sẽ nói cách một à, tức là chúng ta tìm ra các phương án là chức danh công chức xã rồi dùng phương pháp loại trừ trừ cái công chức xã ra thì phương án còn lại sẽ là không không phải à, chức danh công chức cấp xã à công, công chức xã xã nhé đây hội xã chứ không phải cấp xã phương án B chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã là đúng là công chức đúng là chức danh công chức xã rồi phương án D trưởng công an xã thì đúng là à, công chức xã à, phương án C phó trưởng công an xã thì nó không à, dùng phương pháp loại trừ thì chúng trừ các phương án là công chức xã ra thì còn phương án phó trưởng công an xã không phải là chức danh công chức xã, cái phương án cả ba phương án bị loại trừ rồi. đó đấy chúng ta để ý thế, à, vì trong điều hai không nói tới cấp phó mà chỉ nói đến trưởng công an xã, không nói đến phó trưởng công an xã, cho nên phó trưởng công an xã không phải là à, chức danh công chức xã. đó các bạn chú ý cái loại câu này, à, khi phó trưởng công an xã không phải là công chức xã. Thì bạn loại trừ uh, được cái các cái phương án. Đó. Uh, hay là cả ba phương án bị loại trừ vì sao? Vì tôi chỉ ra một phương án. Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã là công chức xã. Đấy. Cho nên nó thì loại trừ được cả ba phương án. Đó. Đấy. Thì cái loại câu này các bạn chú ý. À, chúng ta tương tự như vậy. Các loại câu khác các bạn đăng nhập vào phần mềm để học thôi. Đó. Hay là câu 25 khi các bạn trúng tuyển thì các bạn phải nắm được câu 25 để, để các bạn làm hồ sơ. Thí dụ như hồ sơ của người trúng tuyển công chức cấp xã bao gồm bao nhiêu loại hồ sơ? Thì phương án A là 5 loại hồ sơ, phương án B là 3 loại hồ sơ, phương án C là 4 loại hồ sơ, phương án D là 2 loại hồ sơ. Thì đáp án đúng là 5 loại hồ sơ căn cứ vào điều 5 à, để các bạn chuẩn bị 5 loại hồ sơ. Khi các bạn trúng tuyển công chức cấp xã Các bạn kích chuột vào file Nhấn nút trái chuột Kích chuột vào file Các bạn tìm đến điều 5 Đó, các bạn tìm đến điều 5 Đó, di chuyển con trỏ để các bạn tìm đến điều 5 Đó, di chuyển Các bạn cứ bình tĩnh thôi Thì tại điều 5 Thì các bạn thấy tài khoản 2 Đấy, tài khoản 2 điều 5 Thì các bạn đọc điều 5 Thì hồ sơ của người trúng tuyển À, công chức cấp xã bao gồm à, bao gồm à, điểm a điểm b điểm c điểm d điểm d đó như vậy đúng là đúng là năm loại loại thứ nhất là sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan tổ chức đơn vị nơi người đó công tác hoặc cư trú à, các bạn có sơ yếu lý lịch các điểm b các bạn có bản sao giấy khai sinh điểm c à, bản sao văn bằng chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do sở cho cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt, được Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận. đó Các bạn có bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì các bạn dịch sang tiếng Việt, bằng này là phải được Bộ Giáo dục công nhận. đó Rất là cái rất cụ thể. Điểm d, giấy chứng nhận sức khỏe cho cơ quan y tế có đủ điều kiện cấp trong thời hạn sử dụng theo quy định. Tức là để chứng minh rằng mình đủ sức khỏe để làm việc à, Điểm D Phiếu lý lịch tư pháp Do sở tư pháp nơi thường trú cấp Thì các bạn để ý Là cái điểm D Thế còn các cái A, B, C, D Thì các bạn hiểu rồi Thì nhiều bạn cũng đã hiểu điểm D Nhưng có một số bạn chưa hiểu cái điểm D Là sao cái phiếu lý lịch tư pháp Thì do sở tư pháp Nơi thường trú cấp Thì các bạn đến phòng một cửa các bạn sẽ xin cấp cái lý lịch tư pháp, à, các người ta à, sẽ có cái xác nhận cho các bạn là không vi phạm pháp luật hay không thời gian không phải là thời gian tạm à, để điều tra vân vân, đó nó chỉ vậy thôi. là các bạn là công dân tốt, chẳng hạn nó là không vi phạm pháp luật, không trong thời gian chịu trách nhiệm về hình sự vân vân. thì cái phiếu lý lịch tư pháp này thì các bạn à, xin xác nhận ở sự ở sở tư pháp nơi các bạn thường trú cấp cho các bạn Đây các bạn chú ý có năm loại hồ sơ thì như vậy câu hỏi ở đây các bạn phải khi trúng tuyển thì các bạn phải chuẩn bị những loại hồ sơ nào thì các bạn phải chủ động các bạn làm thôi Đó các bạn chủ động các bạn làm năm loại hồ sơ thì như vậy các bạn chú ý như vậy các bạn đăng nhập vào phần mềm để học câu hỏi trắc nghiệm các bạn muốn học mục khác, các bạn kích chuột vào mục số 1 này. À, bây giờ muốn thoát ra khỏi phần mềm, các bạn làm thế nào? Các bạn nhìn vào góc tay phải màn hình trên cùng đây có cái hình người. À, các bạn nhấn nút trái chuột vào hình người. Sau đó các bạn chọn chữ thoát, Lock out thoát, là để thoát ra khỏi phần mềm. Để bảo mật cái mật khẩu của mình mỗi một khi mình đăng nhập làm việc. À, chúng ta chỉ chuột vào dấu chéo. À, của cửa sổ để tắt cái cửa sổ này đi như vậy tôi đã gi giới thiệu với các bạn xong cái phương pháp học trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên thông qua tình huống đặt ra để các bạn học câu hỏi trắc nghiệm căn cứ vào đâu đi giải quyết các bạn vừa học câu hỏi các bạn kết hợp học lý thuyết đây là kinh nghiệm dạy ở đại học phải nêu cái cách học như vậy nó tiết kiệm một thời gian các bạn tránh cái hai trường hợp trường hợp chạy xô đi tìm câu hỏi trắc nghiệm học bao giờ hết được có những bạn nói với thầy là em siêu tầm được mấy nghìn câu em học thì các em học như thế thì em không có cơ sở thì học bao giờ cho hết được học là mình có tư duy và mình phải căn cứ vào đâu để giải quyết à, có những bạn này chỉ đọc tài liệu không thôi mà không học câu hỏi trắc nghiệm thì kỳ thi chính thức diễn ra chắc chắn là bỡ ngỡ thì các bạn phải tránh hai cái trường hợp đó thì các bạn học trên phần mềm là các bạn là luôn luôn óc nó phải tư duy nó phải làm việc thì các bạn sẽ à, nắm được rất lâu, à, nhớ được rất lâu và các bạn à, sẽ học học một biết 10 đấy để nói nói một cái cách nôm na như vậy học theo phương pháp tư duy hiểu nội dung và câu hỏi trắc nghiệm nó rất khoa học đấy à, ví dụ như các bạn dùng phương pháp loại trừ phương pháp suy luận để các bạn ra được câu hỏi thì phần mềm hướng dẫn các bạn rất tốt để các bạn xem video của thầy hay và bổ ích nếu chưa chọn nút đăng ký thì hôm nay các bạn đang xem video của thầy hãy chạm tay vào nút đăng ký có chữ màu đỏ để chuyển thành chữ đã đăng ký thì các bạn được hai cái tiện ích tiện ích thứ nhất là xem video bài giảng theo từng mục hay thứ hai là có video bài giảng mới nhất các bạn sẽ nhận được sớm nhất như vậy là rất thuận lợi cho các bạn vì việc gì các bạn không chạm tay vào nút đăng ký để chuyển thành đã đăng ký để các bạn nhận được video và xem bài giảng miễn phí trên điện thoại của các bạn các bạn thấy video hay thì các bạn có thể chia sẻ cho nhiều bạn cùng xem nhưng mà riêng mật khẩu thì không chia sẻ được thì các bạn chia sẻ cho các bạn thì các bạn mất quyền đăng nhập phần mềm các bạn chú ý phần mềm nó thông minh nó sẽ nhận diện ra vì thế các bạn phải bảo mật cái mật khẩu của mình các cái video này chỉ dành riêng cho các bạn ôn tập dự tuyển công chức cấp xã. để các bạn nghe video này để các bạn dự tuyển công chức cấp xã có thể còn nghe thêm các video khác, ví dụ như Luật Tổ chức chính quyền địa phương hay là Luật cán bộ công chức hay là Nghị định 112 xử lý kỷ luật cán bộ công chức hay là Nghị định 90 về xếp chất lượng cán bộ công chức viên chức vân vân. Để các bạn có thể nghe các video khác để các bạn chọn các cái câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến tài liệu của các bạn ôn thi để các bạn học thầy giáo chúc các bạn thành công